Quân đội Hoa Kỳ đang chế tạo một khẩu pháo được khẳng định là mạnh nhất hơn một triệu lần so với bất kỳ nền tảng laser nào khác trên thế giới. Có thể tiêu diệt máy bay không người lái và thậm chí làm cho đối phương mù vĩnh viễn. Theo nguồn tin từ The Sun và TechieBlog, chiến thuật tia laser mạch sóng vô tuyến cực ngắn phát ra từ các mạch ánh sáng giống như viên đạn có thể làm tan chảy các máy bay không người lái đang bay tới và thậm chí có thể làm mù vĩnh viễn đối phương. Nếu được phát triển đầy đủ, thiết bị khoa học viễn tưởng sẽ mạnh hơn một triệu lần so với bất kỳ tia laser nào trước đó. Tin tức về kế hoạch này xuất hiện vào trung tuần tháng 2 năm 2021, sau khi lục quân Hoa Kỳ đăng thông báo về các loại vũ khí tiềm năng trên trang web Small Business Investment Research của Ngũ Giác Đài. Theo danh sách kỹ nghệ này sẽ khác hẳn với các loại tia laser hiện nay vì nó sẽ phát ra các mạch ngắn dựa vào năng lượng thấp, điều đó có nghĩa là nó sẽ bắn ra các mạch ánh sáng giống như viên đạn chứ không phải là các chùm năng lượng liên tục được sử dụng bởi hầu hết các loại tia laser hiện nay. Lục quân Hoa Kỳ tin rằng đây là một phương pháp hiệu quả hơn hết để hạ gục các vật thể như hỏa tiễn hành trình vì nó mang lại đòn sát thủ chỉ trong tích tắc. Trong khi các tia laser hiện nay cần tập trung vào các mục tiêu trong vài giây trước khi làm tan chảy vũ khí mới sẽ làm được điều này trong một phần tỷ giây. Điều đó sẽ khiến cho nó trở thành tia laser mạnh nhất trên thế giới, và cũng có nghĩa là nó tăng gấp đôi xung điện từ, với bộ nguyên mẫu đầu tiên sẽ được thử nghiệm và tiết lộ vào năm 2022. Hầu hết các tia laser quân sự hiện nay là tia laser sóng liên tục, hoặc là tia laser phát ra mục tiêu bằng một chùm năng lượng liên tục. Các tia laser sóng liên tục cần sức nổ, vì chúng hoạt động hiệu quả giống như quạt gió, làm nóng bề mặt của mục tiêu, chẳng hạn như một máy bay không người lái, cho đến khi một bộ phận này tan ra, gây ra lỗi khí động học và va chạm hoặc là trọng tải nhiên liệu hoặc chất nổ phát nổ. Vấn đề là đôi khi tia laser sóng liên tục thường ở lớp kilowatt, cần tập trung vào một điểm duy nhất trên mục tiêu trong vài giây để hoạt động bình thường. Không giống như tia laser thông thường, vũ khí này sẽ loại bỏ mục tiêu thông qua ba cơ chế, theo lực quân Hoa Kỳ cho biết. Tuy nhiên, tia laser mạch sóng vô tuyến cực ngắn sẽ đánh đổi thời gian lấy sức mạnh, bắn ra một vụ nổ năng lượng laser dài 1 terawatt hay dài 200 femto giây. Trong bối cảnh 1 terawatt là 1.000 tỷ watt, trong khi 1 femto tương đương với 1 phần tư giây, gấp 80 lần năng lượng do phi thuyền không gian phóng ra khi bắn không giống như các tia laser sóng liên tục, chỉ đơn giản là đốt cháy. Lục quân Hoa Kỳ cho biết hệ thống tia laser mạch sóng vô tuyến cực ngắn có thể vô hiệu hóa các mối đe dọa bằng ba cơ chế riêng biệt. Chúng bao gồm bốc hơi hoàn toàn một máy bay không người lái hoặc phá vỡ các hệ thống điện tử và dập liên tục bằng một làn sóng nổ gây ra bởi sự giãn nở nhanh chóng của khí gas. Ngoài ra, lục quân Hoa Kỳ hy vọng sẽ tạo ra hiệu ứng xung điện từ bằng cách sử dụng súng. Mức năng lượng cao do vũ khí phóng ra có thể tích tụ trong các thiết bị điện tử gần mục tiêu, khiến cho chúng không thể hoạt động. Theo The New Scientist, một loại vũ khí laser như vậy có thể cực kỳ hữu ích, lý tưởng cho các nhiệm vụ chuyên biệt yêu cầu cho một người để ngăn chặn hỏa tiễn hoặc máy bay không người lái. Để chống lại quân đội của đối phương, vũ khí này có thể gây ra vết phỏng khó chịu, thậm chí có thể bị mù tạm thời hoặc mù vĩnh viễn. Vũ khí laser có thể làm mù, hiện nay bị cấm theo Hiệp ước năm 1995. Mục tiêu cuối cùng sẽ được phát triển chiến thuật tia laser mạch sóng vô tuyến cực ngắn, đủ mạnh có thể được gắn trên các nền tảng quân đội khác nhau. Hoa Kỳ lần đầu tiên phát triển laser cho lực lượng hải quân vào năm 2014. Theo các tài liệu rò rỉ thì hải quân Hoa Kỳ đã thử nghiệm các kỹ nghệ xa vời bao gồm vũ khí biến đổi không gian. Các nhà nghiên cứu quân sự cũng đang phát triển một loại vũ khí laser có thể tạo ra âm thanh của giọng nói trong không khí loãng. Và quân đội Hoa Kỳ đang thử nghiệm một vũ khí laser 50 kW có thể đốt cháy máy bay không người lái, trực thăng, máy bay và hoa tiễn.